Chào cả nhà nha. Hôm nay anh em Tùng lại lên Tân Nguyên sao mặt nha cả nhà. Mời cả nhà theo anh em Tùng đi xuống dưới này sao mặt nha. Giờ anh em mình bắt đầu xuống bìa suối tìm mong mật nha cả nhà. Giờ anh em Tùng vô báo ong nha cả nhà. Rồi. Có mịt trời được. Đây bông này nha cả nhà. Đứng sát vô được mấy. Khói quá, cái nhà khó nhìn. Má sao ké không ta. Có mặt ít thì cắt không? Cắt luôn nhé. Cắt luôn rồi chứ. Khoảng nửa lít. Có khoảng nửa lít mặt nha cả nhà. Cầm. Đưa đây. Tháo vậy thùng cho Tâm. Nè. Đưa lên Tâm. Tâm nó lâu quơ lên tao cái. Có khoảng nửa lít mật nha cả nhà. Ở đầu tiên gì cũng được rồi nha. Má ké bự quá. Rồi cầm về cầm luôn xuống rồi về có ai ngâm rượu ngâm được. Đưa đẩy cái nắp cầm bỏ ghi ngoài đứa xô tao. Bỏ ghi ngoài bỏ cái nắp á. Để nắp lại. Rồi đưa mượn cái liềm lên. Mình gọt lại cái bàn. Là chừa cục ké lại cho nó ăn mà. Ok, gọt cho nó đẹp. Cái liềm lục rồi. Cái liềm lục ghê lục. Không dám giật mạnh lên rồi. Đi, gọi đầu tiên nha cả nhà. Nửa lít nha cả nhà. Tiếp tục anh em Tùng tiếp tục đi cả nhà. Yeah. Được nửa lít không được nước bữa ấm em đó. Cho để đấy cho mở quay cho sao ông công cả nhà chắc chừng hơn xị cái rồi không được nửa lít cho cả nhà. Mực đó. Rồi, tiếp tục theo anh em Tùng đi săn ong nha cả nhà. Ông anh Tùng gặp ổ ong ruồi trong đây nha cả nhà. Nghe chào anh em nha. Lúc nãy thì bắt được ổ ong mật, giờ gặp ổ ong ruồi cả nhà, đã quá. Tao ổ ong ruồi mê không cả nhà. Cũng mật cả nửa lít anh em được ơi. Họ hút cái được. Họ thuốc em quay cho anh em ta coi. Chạm dồi luôn. Thôi rồi cùng mặt. Dồi. Đi quay về nó hơi cháy nắng quá. Cả nhà không cảm nha, quay hướng này hơi cháy nắng. Từ em quay. Em quay chính rồi. Nhìn này cả nhà. Đâu rồi, ổng rồi. Quá đã. Mời em cả nhà. Wow, ổng rồi dây mà. Đây ổng rồi này ở Tân Định nha cả nhà. Thôi. Vô rồi, đừng 11 rồi sao đừng nói Tân Định. Để qua đây mình kiếm mớ. Vậy luôn thôi nói cho anh em tao biết chứ. Không gì đâu. Không nói luôn. Nói luôn rồi. Giấu không? Giấu ăn chừng nào đã mà nói. Vô. Thôi vậy tôi lỡ tôi khai rồi sao? Tắt ổng rồi nha cả nhà. Tắt tiếng rồi lại. Đây nha cả nhà. Trời ơi nhìn mơ. Wow. Chắc phải hơn xị hơn được. Hơn xị. Hơn xị. Hơn xị nha cả nhà. Quá đã, mặt đỉnh luôn nha. Ở đỉnh luôn. Gắt tàn lại luôn. Ở đây được không? Đây nè, để trên đây nè. Gắt cây hả? Ừ, gắt cho nằm luôn. Vậy là không có gớt. Để tàn lại nha cả nhà.
anh em Tùng tiếp tục kiếm ông cả nhà. Mở cái kìa, mở xuống kìa. Mời cả nhà. À, ổ rùa bự hơn ổ mật nữa nè. Nó phải ổ rùa phải 8, ổ mật có 10 nhiêu. Trời, mời quá. Tiếp tục đi cả nhà ơi. Đi đã đời giờ gặp tay ổ ong ruồi nữa nha cả nhà. Ổ ruồi siêu khủng luôn nè. Trời, ổ ruồi điểm con được luôn cả nhà ơi. Đây. Có mặt không? Có đó. Thôi, ổ này để lại nha cả nhà. Anh em Tùng tiếp tục đi kiếm ong cả nhà ơi. Quýnh đồng là cắn cả trời thấy cái này. Dạ. Bữa nó bắt nó mà. Dạ. À, mấy anh em Tùng bữa nay đi ngang đây gặp chú, ông chú chỉ ông trên này nha cả nhà. Trên cây vũ sữa của nhà chú nha. Đây cả nhà. Có ông đây cho cả nhà. À, chú kêu bắt chi đôi với chú nha cả nhà. À, anh em mình bây giờ chuẩn bị làm đồ nghề bắt cả nhà. Sao bắt thang lên rồi sao? Cái bay nhỏ mà trèo lên được phải không? Dạ, trèo được ở bác. Dạ, để tụi con làm đuốc xong tụi con trèo lên. Đúng rồi, cây mè ngon. Cho nó khô hẳn luôn rồi mình bó nhiều nụt. Buộc chặt vô phải cho nó có khói. Mình đốt ở dưới đất thử coi coi nó có ngúng có khói bình thường lên bình thường không hả? Mình tính. À, anh em Tùng làm xong đuốc nha cả nhà. Giờ vô bắt ông. Của ông chú ông chỉ nha cả nhà. Chú ơi, chú lấy tàn xuống làm rượu luôn hả gì? Bây giờ con cũng không có lấy tàn, bây giờ chú muốn bắt cho nó đi luôn hay là cho nó ở lại? Cho nó ở lại thì con chừa tấm tàn là nó ở lại, còn mà đi là con gạt tấm tàn gớt bỏ luôn. Dạ, cho ở lại thì con lên con cắt một mặt không? Dạ, dạ. Mặt bó vô bọc không? Dạ. Không, dạ không. Vô đây là tụi con mới vô đây là đầu tiên à. Còn bên con bên chú giáo á chú. Dạ con ở thị trấn luôn. Dạ. Ở đâu lận chú? Dạ. Cái cây số mà chạy về tới đây mà còn dưới heo đó hả? Nhảy nước hầm luôn. Anh thằng đó. Ba cho con ông cắt á. Dạ. Chuẩn bị bắt ong nha cả nhà. Ông Mạnh đang đốt đúc bên kia cả nhà. Cái tính ta chạy tao mượn chở tao bộ đồ VOS á. Dạ. Bộ đồ nó trèo lên nó bắt sống luôn mà khỏi đốt gì. Rồi chú đi đi chú. Ai vô nhà chứ đụng. Dạ. Không, chắc chắc không vô nhà đâu. Ngồi đi câu vô. Ờ, mày ngồi đi, mày ngồi đi. Này mà quánh cái 5 lít chứ trời có mặt không đây nữa nè. Rồi chưa Tùng. Rồi cứ lên đi anh, cứ thôi. Ông anh lên tới bông nha cả nhà. Ông mình leo lên tới ông cả nhà, đến dưới quay không thấy cả nhà ơi. Chưa? Thấy chưa? Tôi thật, trời đến dưới. Đáng leo lên quay cho cả nhà xem nha. Tại vì ổ này chủ nhà kêu cắt tàn bỏ nha anh em. Cắt tàn bỏ nha anh em. Chủ nhà kêu để gần nhà cũng nguy hiểm. Con mật nó lớn vậy cả nhà, chừng nửa lít cả nhà. Nhà nghe ông nó bay đã không cả nhà. Bữa nay tính ra nay cũng cỡ khoảng 10 ngày nha cả nhà. 10 ngày. Anh em Tùng mới đi bắt ong lại cả nhà. Cây vũ sữa đã không cả nhà? Đã quá rồi trời. Cho ông luôn. Đây. Đưa qua em cầm giùm mình cho anh được.
Đây cục mực đây nha cả nhà. Bây giờ anh em tụng giờ xuống bắt giùm cho ông chú thôi cả nhà. Mực ít quá, chú kêu chia mà ít quá cả nhà. Để anh em tụng xuống cái nhà. Anh em bắt xuống rồi nha cả nhà. Miếng thôi đủ má. Thôi chú lấy xài đi chú. Dạ. Dạ chú cực khổ quá. Dạ thôi trời có sao đâu, chú lấy xài. Dạ. Dạ cho con bắt. Ta chỉ nè đi đường này nè. Dạ. Ngay vườn tràm này nè. Dạ, đây đây đi chú. Vườn tràm này thẳng vườn tràm cho nó nhiều lắm. Dạ. Mặt ha. Lấy miếng mặt ha Tâm. Này kia cái này bóc miếng rồi để con đưa chú chú. Chồng đó. Dạ, già quá không được đâu Tâm ơi. Bỏ nó già hết. Đây có ông nãy trên cây cửa cả nhà. Mà đi shop bắt ngon phải. Dạ. Nè để con bảy miếng à. Nghe em này nào giờ nó mới đi bữa nay mới đi chứ tụi con. Nè tao lấy miếng thôi vậy. Thôi ông cứ lấy. Ông lấy ông để dành xài. Để dành xài uống. Cái dài uống rồi lâu lâu mình lấy chiều uống. Pha nước ấm ấm rồi uống cho nó khỏe. Tụi con đi bắt hoài mà. Vô tàu quá trời rồi. Dạ. Thôi hai bác nghỉ nha, tụi con xin phép để con đi luôn bác. Vậy bắn bánh cha không chú? Bắn bên ổ bên kia cha không? Đây mẹ trên rừng tràm này nè, con xe bay bỏ đâu? Dạ con bỏ bên đây. Đủ coi chừng á. Dạ nãy tụi con cũng rút chìa khóa rồi. Tụi khóa chứ đủ dân đây cũng cần hơi đơn thử lắm nha. Dạ. Thôi tụi con đi kiếm luôn rồi bác. Dân đây cũng xì ke dữ lắm. Dạ. Nó thấy lạ đó. Dạ. Chỉ cái rừng tràm này nè. Dạ đi thẳng theo hướng này là ra qua cái gì trời. Đây băng ra ngay cho lô cu su đây là thẳng vô đường tràm nhiều lắm. Đụ. Dạ, vậy dạ, con cảm ơn luôn ạ. Dạ tụi con đi. Dạ. Dạ. Dạ tụi con bắt ông nào giờ mà. Dạ, thôi tụi con đi má. Đi nè. Mày phải có số điện thoại mày viết cho tao đi đụ má. Tao gặp là tao chi cho mày bắt. Dạ. Để em. Dạ dạ để không để. Đi cho số chú đi. Nãy ông chú chỉ qua hướng này nha cả nhà. Cái anh em đi vừa mới lủi lại cái gặp từ ngõ ông nữa cả nhà ơi. Anh em bó đuốc xong cái giờ chuẩn bị bắt nó nha cả nhà. Ông nó nằm ở trong đây cả nhà. Còn bự lắm á. Ô này quê khoảng 5 lít á. Mời quá ha. Đây nha cả nhà. Ông nằm trên đây, chết rồi, chả mất trời cả nhà. Để tụi qua bên đây tụi quay cho cả nhà xem nha. Nằm trên đây cả nhà. Đó ông đó cả nhà. Khuất quá khuất cả nhà, bên kia nó chó mặt trời nha cả nhà. Không có quay được. Quay như vậy thôi nha cả nhà. Để chờ xíu mình quay rõ hơn cả nhà xem. Không tụng. Có. Mình lên tới ông nha cả nhà. Có. Đây. Kêu một cái giờ mới có mặt. Có mặt ở anh được. Tả rồi hết. Nè. Bây giờ thấy nó nụ. Ông anh vẫn đang leo lên. Cùng mặt trên kia nha cả nhà. Trời mà trời quá à. Mình quay bên này nó hơi tối cả nhà, thông cảm. Không có đường nào quay ở ông này nó kỹ được nha cả nhà. Rum lại phát gần được không à, tối quá tối cả nhà thông cảm nha. Ở ông này cả nhà. Tụng leo lên trên bên cây kế bên nha cả nhà. Mệt quá. Má đéo có chỗ nào bám luôn. Ngoan bên đây, bên đó gai táo không cả nhà. Khó leo cực kì. Gai táo, gai mắt mèo tùm lum hết cả nhà. Đây. Ông đây, ông đây. Này có khói cái nó bay đi giờ nó cơm lại nha cả nhà. Tối quá, không cả nhà không cảm nha. Chết mẹ tôi rồi. Má gớt cái kìm rồi. Có đường nào luồn không được, chỉ táo rồi nè. Táo còn luồn quậy. Bên đây là nó không có hận hướng mặt trời cả nhà. Hơi tối cả nhà. Ông anh lên gần tới ông cả nhà.
leo cao quá trời, nó hầm nó nóng cả nhà, trưa nữa. Cả nhà có thương anh em Tùng hay cho anh em Tùng xin lượt đăng ký nha cả nhà, để anh em quay làm có động lực quay cho cả nhà mình xem nha. Mình râm lại gì cả nhà nhìn thấy rõ cả nhà, ở cả nhà nhìn không rõ mà. Nãy cầm bịch chưa được? Có chưa? Lên tới đây hút hết mặt luôn. Anh để bó đuốc bên kia được không được? Em coi với. Không, anh để bó đuốc ở đây cái không thấy gì hết. Cùng mực đó cả nhà. Hơi nhỏ cả nhà. Của ông đực nó bự. Anh Tùng bắt xong rồi nha cả nhà. Anh em mình về xuống nha. Anh có thấy mình chụp được không? Từ từ. Chưa. 1 2 3. Rồi. Cùng mọi cả nhà ơi. Đây. Thôi Tùng tụt xuống cái nha cả nhà. Xuống đây tụt khói giờ. Khói khói. Đây, bình thường. Đây, ông mới bắt xong nha cả nhà. Bắt được chừng khoảng xị hơn xị cả nhà. Sáng giờ thành quả được đưa ra cho mình. Đưa này bắt giùm ông chú ngộ nữa. Nghỉ 10 ngày cả nhà. Nghỉ 10 ngày giờ mới đi. Chưa. Thì về cũng đạt cả nhà, nghỉ 10 ngày à. Mấy ngày trước đi lóc không. Nay về cũng đỡ nha cả nhà. Anh em Tùng tiếp tục đi cả nhà ơi. Hey, chào anh em nha. Thôi nay cũng chưa rồi, mình về có công chuyện anh em ơi. Thôi anh em Tùng về luôn cả nhà ơi. Được chắc chừng xị ông rồi. Với lại chừng nửa lít ông mặc nha cả nhà. Anh em Tùng về luôn cả nhà ơi. Bữa nay đi nhiêu đó thôi. Chứ cũng muốn đi thêm chắc cũng chả có. Đi nãy giờ đi lội cũng chết luôn cả nhà. Bye cả nhà nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Và luôn luôn ủng hộ anh em Tùng nha cả nhà.